ngoại này mà đẹp trai mà hay mà ông nội đi hầu quan, ông xin mấy quan lớn đệ tam, xin mấy quan hoàng ba về với các con các cháu của ông một tí để các con các cháu của ông được nghe ông nói, ông ơi, để ông dạy cho các con các cháu của ông này. Bố anh linh, xin bố, bố anh linh, ông ơi, con chào ông nội. Ông nội ơi, ông nội ơi, con xin ông, con lại ông. Hôm nay con cháu mời ông bất ngờ quá, nhưng con cháu nói chuyện thì ông muốn nghe thấy mà. Ông muốn biết con cháu nói chắc chắn mới mời ông, muốn nghe ông nói. Hôm nay là ông Huy và Văn em nè, có cả cháu Bằng mới mua đây. Nhưng mà tại là đi tôn của bố nên xin ông nội trước. Ông ơi, con nhớ ông mà, con mời ông về nước ạ, con mời ông về nước. Con mời ông. Ông ơi, ông muốn nhớ nhau không nhá. Bố ơi, con đã nhìn thấy con trai chưa? Con mời ông về nước ạ. Đấy, con trai đang ngồi chân lên ngồi góc này ông nhỉ, con mời ông. Kiếp hồn mình ông, ra bao nhiêu con cho cháu rồi ông ạ. Các con, các cháu có chắc đông lắm không ạ? Bố con còn cháu gà. Ở đây mai nếu mua chậm lạc em biết. Ông ơi, con chào ông. Cháu đi tôn chào ông. Hôm nay ông đang ở đâu vậy? Ông đang đi chơi hả? Hay ông đang ở nhà mình? Ông xin trước ông. Ông ở nhà mình em, hôm nay ông có thử món lòng lợn của con cháu mời ông không? Viên hoan, con cháu có ăn à? Ngày nào chúng con mời bố cơm trưa cơm tối mà bố vẫn về ăn cơm chúng con đều. Hôm nay ông đi đâu ạ? Ở đây không? Sao con mời ông lâu ạ? Con mời không kéo bằng Thanh Đồng ạ? Đấy là cháu ông, cháu ông mà thành Thanh Đồng hay con lên nhà thủ tướng. Ông mời cháu ông nhiều lắm. Nhiều lắm không? Nhiều lắm không ạ? Đợt này xe nó đang không đi được mà. Bên mãi này kém lắm không? Thầy đang nhìn thay đổi gì không? Ông đang nhìn gì vậy? Không tin cái mày đây mà không? Theo mẹ nó đấy! À, theo mẹ nó đi Hải Phòng chơi à? Theo mẹ nó đi chơi mà. Ừ. Ông đang đi biển tí không ạ? Ông đi chơi tí không? Đang về rồi. Tí cho xem nó bằng rồi. Ông ơi, ông nhìn gì vậy ông? Mỗi ngày. Ông còn nhớ ông đi với bà Văn không vậy? Ông chị cũng quay đi. Con này. À, con. Thế lâu nay ông còn gặp con Quý vậy? Ông có tình Quý không? Sao con không đoán đi? Nói bây giờ chưa có thông tin cụ thể mà. Người ta cũng chưa cho xét nghiệm chưa đó được. Con cho đoán đi. Xác định được mẫu rồi nhưng mà Tấn Lương thì là cũng xong xuôi rồi. Nhưng mà Tấn Dương ấy thì bây giờ là không. Nhưng mà cái mẫu này đúng không? Cái mẫu là bác cả với nhà con vào nơi rồi đấy. Ông chỉ đường thì cũng vào đúng cái chỗ Tiên Ninh rồi đấy. Có phải không? Có phải cái mẫu này đúng không? Nghĩa Trang Tân Biên. Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Nghĩa Trang Tây Ninh. Tây Ninh. Tây Ninh, vâng. Xã. Thế người ta quy tập rồi hả ông? Tròn tròn. Tròn tròn. Tròn những người có nhiều, nhiều nhưng cái. Nhưng mà ông ơi, nó lại là cái mộ vô danh. Cho nên là không có tên là. Ở trên, ở cái chỗ nó cao xuống ở dưới, cái thoải thoải hết đây. Và. Nhưng mà người ta cho nhiều mộ lắm. Nhiều mộ chín cái bên trung tâm nữa. Đông. Ông chỉ tôi là nhà con mấy anh em vào rồi. Thế nhưng mà vào thì bây giờ là ra ngoài này để xin người ta để xét nghiệm nhưng người ta chưa cho, người Trần chưa cho. Thế còn người Trần chưa đồng ý không ạ? Đồng ý. Xin đùa đi, đùa. Đùa ông về đi, thức về lắm không? Ông có dặn con cháu gì đúng không? Bây giờ ông xem nào ông
nhờ ông xem giúp bảo mách đường cho chúng con để chúng con là làm thế nào để cho cả Trần cả ông đều thuận cả ông. Chúng con thì cũng có tâm cũng vẻ lắm nhưng mà bây giờ nó chắc chở. Nhưng mà cái chỗ đấy sao ở cái bên dưới nó cuống cái chút cái hủ gục à? Đúng rồi. Có một cái hủ. Ở bên dưới. Hủ gục là không bằng cái hủ nữa. Cái hố ấy. Cái hố này, cái chỗ vào xuống này. Con vào rồi. Căn bản là tại ông Quý cũng không nhập vào con và cháu mà. Ông Quý phải nhập vào con là cháu để dẫn đi tận nơi đó. Có đấy con. Bây giờ ông Quý đã nhập chưa? Ông ấy hỏi là ông Quý con cháu lên đây ngồi mãi ông Quý chả nhập chả dẫn đi được. Thì giống như ông Triều ấy, ông ạ. Giống như ông cụ Triều ấy, dẫn đi tận nơi rồi. Con cho con cháu đi. Chả biết đường dẫn các con các cháu đi gì. Ông dẫn đây. Ông dẫn đường nên bây giờ bảo ông Quý phải nhập vào con cháu nữa. Chúng con lên tận nhà cô Thiếm rồi nhưng mà ông con nói quanh co vòng co chả biết chỗ nào mà tìm. Con đi tiếp đi. Con đi tiếp. Là lên để nhập hồn tiếp vào con là cháu ấy. Đấy, nhập hồn nhưng mà con cháu ở đây cũng không kiểu không tâm lên ngoại nhiều quá. Chỉ cháu lên đi. Nhưng mà điều bây giờ trên này người ta vẫn không lấy cho mấy cả. Ông bảo ngoại nhiều con cháu lên cùng. Ngoại nhiều con cháu lên đi, ông thích về lắm rồi đấy cho cường dịch bắt đến rồi đấy. Bây giờ người Trần là người ta không cho sắp định cái mộ là mộ vô danh không ạ? Thế không có tên thì bây giờ là chân trần này là người ta phải xác định ADN N người ta mới cho đồng ý mang về. Thế giám định xương em ạ. Giám định đấy. Xương xem có trùng hợp với lại ngày không. Đấy, thế mà có thế chứ. Bảo bảo chúng con đi rồi. Nhưng mà chân trần không cho phép thế. Không xác định được mẫu con bảo rồi. Bảo cái đứa cái đứa cháu mà nó béo ngực nó cứ ngửa lên đi. Đấy. Chuyện hôm nay. Lên rồi. Xác định được cái mộ rồi. Xác định được mộ rồi. Bảo cái đứa ấy đến vợ thắp hương. Ông đi. Ông bảo cho. Ông về ông nói cho cái con mà. Nhà nó ngủ có cái phòng, có cái chỗ cái giường ngủ của nó gần cái cửa sổ à? Vâng, đúng rồi, nhà nó tầng 2. Cái con đấy ấy. Con nghĩ đi không nhập được. Đúng rồi, chỉ người đấy mới nhập được. Đang mở gần cái cửa sổ. Vâng. Chúng con đi theo tâm linh như ông Bách Bảo rồi đấy. Nhưng mà cái chỗ ông ấy nằm ở đấy nó có... mấy cái đồi cơ. Vâng, cái đồi trên. Mấy cái đồi có cái đường đi đấy. Có cái đường đi ở bên dưới hai bên đồi. Mà ở cái đồi bên kia có cái cây thông ấy. Ông ơi, ông con vào đấy con cảm nhận được rồi. Nhưng mà ông ý nằm đấy rồi. Thế nhưng mà đấy, xác định được rồi đấy. Nhưng mà người Trần người ta không cho em về. Vì là cái mộ của ông ý là mộ vô danh. Con bảo cái đứa cháu đấy kêu ông đi. Xong là nó đến đấy nó cứ lăn đùng ngã ngửa đến cái chỗ đấy là đúng đấy. Thì người Trần người ta mới biết được. Không có là người Trần người ta không tin được. Tự nó đến nó ôm này. Ông Quý ông ôm. Tôi làm đây cái bố nói thế thôi. Ông Quý ông ôm lấy mộ. Bây giờ ông Quý. Thế là đứa cháu đấy đến đây nó lăn đùng ngã ngửa. Có sợ không? Con đi lên đấy nó lăn đùng ngã ngửa. Cái sợ tâm linh mà đi vào bà cũng có tiếng nói của bà ấy. Tức là vào đến mộ là nó lăn người ngã ngửa ra. Người ta vẫn tìm mộ liệt sĩ bằng kiểu này mà mẹ hả? Mà thậm chí mình cũng tin. Mà con bảo mình chưa tin thì được rồi. Nhà mình tin chưa? Mà biết ông thầy bảo thế thì mà đang tin ông thầy à? Con bảo thế đi. Vâng, con nhớ rồi. Béo từ ngưỡng cửa, mà nó đảm bảo gần cái cửa sổ. Bảo đi vào đây đi. Để đây là không biết bảo mình không? Đó, bỏ. Bây giờ người nhà mình ở nhà mình nói. Vào đấy để thấy đi. Người nhà mình đấy, vào đấy chỉ luôn lăn ra đấy, nằm ra đấy luôn đấy.
Đúng đấy, ông bảo vậy thì cái con bé béo mà nó rồi. Cho nó đi vào ông kết. Ông ơi, thì ông xem giúp cho con gái xem là nhà ông đi vào văn với ông bốc bắt gương lại ở dưới quê với ở trại. Ông bốc gương rồi đấy. Ông xem con bốc nào. Nhà trên Hà Nội với nhà quê như ông chỉ bảo cháu, nghĩa là cháu cũng về bốc cho bố mẹ cháu rồi đấy. Ông xem cái nhà của ông Quan đứng như là như nào không? Tốt lắm rồi, ông Quan ông có đứng ở bên tay phải bước cửa đi vào đấy Quan. Vâng. Ở đấy cửa đi vào đấy nhưng mà sao mà Quan ăn cơm mà mời Quan này ăn cả cơm ở đấy à? Vâng. Có. Con có cái cơm đấy đông người thì con phải. Thôi đi Quan, lần sau đừng ăn đấy nhá. Thì con cháu về đông thương là thì con đưa nhà thì ăn hai ăn. Ăn hai bên từ ở dưới không được ngồi nhá. À, ở dưới không ngồi. Ngồi trong mõm dưới vậy Quan. Ngồi ở dưới. Ngồi dưới nhưng mà cũng là ngồi chín thôi, coi có há cánh gà thôi. Quan ngồi hai bên thôi. Mà ở đấy làm sao mà có cái lối đi ở bên trong mà. Cái gì ạ? Lối đi ở bên trong. Vâng, lối đi bên trong thì nó đi vào cái lưng. Ngang rồi, ngang thì ngang. Thôi, qua cái sập. Qua cái sập, trong qua cái sập đấy, cái gian nhà. Ở trước cây bàn thờ thì cách một lối đi là cây một cái sập không ạ? Một cái phẳng đấy. Có cái lối đi bé tí đấy. Đúng rồi. Để thắp hương không? Con để đi đứng để thắp hương. Ở dưới cái sập nó có cái gì vậy con? Dưới gầm này. Ủa ngay đi. Gầm bàn thờ không? Gầm bàn thờ ấy không nhiều. Gầm bàn thờ ấy, gầm sập không? Ok, gầm bàn thờ ấy. À, có cái bàn trước thờ không để dưới. Ủa đấy con. Ông bảo là gói vào để ở dưới cũng được. Thế là đốt. Đốt ra ngoài vườn. Con bùa đi. Đốt ngoài vườn không? Bùa đi. Đốt đi. Xong bùa vào cái túi đồ xong cho ở đấy chứ đừng được. Không đi nhá. Không có biết rồi. Bật thì nhá. Để sạch sẽ nhất nhá. Bạn thờ vậy. Bạn thờ. Quan thờ tranh. Không được. Đấy. Bây giờ nhìn trong nhà rồi. Quan ơi! Dạ. Ngán quá. Ngán. Vâng. Biết để mai chúng con về cho con bỏ.
Ông cứ nói thế nào mai con làm ngay. Thế là hôm nay ông vào tận trong nhà rồi à? Kinh. Bạn Hương. Tại vì là tốt đấy con. Ông bảo con bốc đây, con mới biết đây. Đẹp lắm đây. Con bốc Bạn Hương đi con. Mới có thêm người. Con bốc Bạn Hương kìa con. Chưa thêm người nhá. Nhưng con thêm người đấy. Con trai con gái không? Con đố không biết vụ này đấy. Nó quan thêm người những em bé này đồng chọn nhá. Đồng chọn, chọn là con trai, má chọn gì không? Trắng nhá. Để là nên chọn. Quan trọng là ông phải dạy dỗ cho nó giỏi, xong rồi phải làm tướng làm quan cũng được. Chọn nhá. Con chọn. Hôm nay em với ông Phú. Đâu má chọn con trai à? Cháu dẫn thì tính Tuyên, bây giờ cháu đang mang bầu ở trong thành phố Hồ Chí Minh, trong Sài Gòn đấy, còn Tân Bình không ạ? Ông Phú, cháu cháu dẫn thì Thanh Tuyên đảm bảo con đấy ông ạ. Vâng, cháu đang đấy. Ông bảo quân bốc quân Hương nhà quân thêm người đấy. À đúng rồi. Bà năm ngoái như thế. Đúng rồi, năm ngoái rồi. Muốn thêm người thì bốc quân chúng con năm ngoái rồi, thế là. Tháng con làm. Thế ông bảo là đông cháu, nhiều cháu mà không mấy cháu đâu. Ông bảo con làm rồi. Mấy đứa đấy. Tháng 8 cháu bốc xong là ngày 8 năm thì mấy anh đám bốc ở ngoài rồi. Ông nói chúng con nhớ đấy. Thì đến tháng 9 là ngày nhé. Cháu Hưng về là bốc văn nhang ở ngoài Hà Nội, xong rồi là hướng dẫn bố về bốc ở nhà quê. Thế là tháng trước tháng sau 12 tháng 8 thì tháng 9 đó rồi. Đấy, đấy. Kiểu là ông Linh Thiên. Các cụ Linh Thiên hay. Để quân thêm người đấy, thích lắm đấy. Cháu cảm ơn ông. Cảm ơn nhá. Là ông nào về thì oan, ông phải về nhá. Ông phải về đây. Mời chúng con mời ông về. Ông thấy nhà thờ có đẹp không? Thế ông muốn cháu Minh Tôn làm cái nhà thờ vậy, thờ ông không? Tôn đi quân. Thế thì ông to hơn thì ông phải xui quan trần để bán đấy được khu đất kia chứ. Đầu tháng là mua đấy mà, đầu tháng bắt đầu mua đấy mà, có đẹp không? To hơn. To hơn. Tham quá. To quá hơn. Nhưng mà làm kiểu thế, ông có thấy đẹp không? Đẹp, ông cho ông thích rồi. Ông chưa làm xong mà đẹp. Đẹp lắm. Chưa làm xong mà đẹp. Ông tạc hết rồi. Tạc hết cả sân làm gạch đỏ. Ông cứ làm cho con mua được đất đi ông ạ. Con mua cả áo mình. Áo của này thôi, mà nhà con đâu thì con áo mới phải cơ. Bẩn lắm. Cả làng dồn nước vào đấy. Cả làng dồn nước vào đấy. Bên cạnh nhà mình. Con ghi này, con nhớ để hoa bên phải con nhá. Từ ngoài nhìn vào không? Thắp hương mặt trước mặt đường. Ngoài chúng ta phải tên phải như mình cái đó. Hoa bên phải của anh trai. Nhà con là thấp đôi. Đừng có cho cái gì dưới nhầm mặt rồi nhá. Rồi. Bởi vì lắm đâu. Không. Đập ngang cũng như được con bọc của giấy đỏ để dưới. Không, đập đi chôn đất. Bác đeo bằng đồng cơ mà. Bác bằng đồng thì chôn đi mà. Bác bằng đồng mà con. Vâng. Không. Đập đi được muốn mang ra cái nhà đền gần nhất đi quân hoặc chùa gần nhất quân tín cũng ở đấy nhá. Nghiêm cấm trong gia đình mà các quân thờ tử không dùng bằng đồng nhá. Bằng đồng là chỉ đền chùa miếu bảo và những cái nơi nơi thờ nhà thôi nhận đây. Bắt được bằng đồng con nhá. Con dùng bắt được bằng đồng không tốt cho con cháu. Chúng con thay rồi. Cho nên cái con ở trên trần không biết cứ thích là thấy đẹp là mua bằng đồng dùng không tốt đâu con ạ. À.
em hay đi nhờ ông về ông sang tay thì các con các cháu ấy biết đây thay đổi được không ạ? Ông bảo rồi, thay rồi. Con cứ tưởng nó là đẹp, các con thích nhưng không đẹp đâu, nhưng không đẹp đâu con bằng đồng con mang ra ở chùa đèn con nhá, con ra đấy con rửa sạch sẽ bằng rượu hoặc nước thơm được con ạ. Thơm là năm loại lá. Con tiến cúng ở đấy con nhá. Vâng. Vâng. Cúng lên đây mà. Không đừng, con đừng vất ra sông, các con cứ hay vất ra sông ra hồ bẩn nhất đấy con ạ. Chỗ nào được có, chỗ nào người ta bẩn nhận. Nơi bẩn nhất đấy con nhá. Con có cái đồ là trước bảo vướng cái chuyện đấy mang ra cái là sư phụ nhận ngay. À, chú Thành. Chú Thành này. Để áo được mà. Ở đâu rồi? Phương là nhân đánh chung mà. Nhưng mà gần nhất là tốt, đi khỏi đi làm vất vả đấy. Tâm làm viện thì bạn cầm ở đây thì sẽ thắp hương xin các cụ. Con cho mình được thay quả thôi bây giờ. Cầm cái đây đưa vào đây chùa thì anh cũng đặt vào cái này thì đổi sang mắt hương ấy thì con cũng tiến cho chùa nó nhận ngay rồi nhỉ. Nó đền chùa nó bao giờ nó sợ gì cả đồ cũ. Ông ơi con hỏi lúc nào? Ở cái cổng nhà con đấy. Cái cổng sao không? Ông để ông quan sát ông nhìn thấy đã không hiểu. Ở cái cổng nhà con, ở cái cổng nhà con. Con trồng ở đấy cây đào đấy con. Ở cổng có bên trái có biết đào đấy không? Ở bên kia không ạ? Ở bên ngoài cổng đấy, ở một cái góc quán nước đấy. À, dân danh chị Ma Tà. Có cái ở ngoài đến thì này, nhà mình có đầu bê tông nhưng phải trồng ở dưới rẽ đấy à? Rẽ đấy. Cái góc là sát. Con trồng sát cái nước đấy, chỗ của quán nước đấy con ạ. À. Ở cái chỗ đấy thấp hơn đấy. Thấp. Cái nhà Ma Tà không bước chân được vào nhà mình. Cái đào trồng một cái đấy đi. Tôi đào và ngải cứu. Đào ngải cứu hôm trước ông bảo trồng ngải cứu. Con chưa trồng được ngải cứu. Con trồng đi, không, con chua, con... con ghi, con chua... vào... cái dây con buộc nhá. Vâng. Con treo ở cửa nhà con nhá. Vâng. Ở bên trên cửa nhà con. 5 cây ngải cứu. 9 chín cây ngải cứu con. Bên trái bên phải. Anh cứ chờ những con đi. Con này. À, treo đi. Con làm con nhìn này. Cả dây luôn, cả dây luôn. Chị ma luôn, chị người nhà mình ma luôn. Thì năm nay nhà con có thêm người là tốt lắm đấy. Vâng. Không, em bé không khóc lắm thì đâu cũng ngoan đâu. Chị luôn khóc long luôn á. 9 cây ở ông hay là mấy cây? Chín cây con treo con rửa sạch bên nhà con mà tất cả từ đây công ty treo hết rồi con treo lên nhá, ông con treo lên trước cửa nhà con nhá, chính nhà giữa, chính cửa giữa, tâm luôn, tâm luôn, bây giờ rót lắm, cả giấy là rửa sạch đi rồi con treo lên nước muối, con treo lên sạch sẽ lên, tóc con treo lên nhá, cổng mỗi lần bây giờ mới bé thôi, nằm phép vào mỗi. Nhưng mà chị Ma Tà luôn không ai bước vào cổng được. Thế là chỗ nào người ta đọc chiếm để chị Hoa từ nay con ăn uống vâng con cũng ăn ở giữa đó rồi ngồi ở giữa con nhá cứ giờ ngồi ở dưới được ấy không bảo nên mà đi đến chùa ngồi ngay đầu thì được ra bên trái là chùa đi giữa là của quan đi bảo thế mà đúng rồi đi bên phải ra bên trái giữa là có quan đi rồi đi mà còn cũng mọi người bình thường á, còn không được giam giữa, không ai bước vào giữa cửa đâu. Con cháu ăn thì
ngồi hai bên mà ăn nhá. Không quay được. Ngồi lung tung lắm, không biết được đâu. Trách các cụ nhìn trên các con quay lên quay xuống. Không thấy động người quá. Ăn hai lần đấy rồi. Ăn hai lần rồi, một lần rồi hôm đưa bạn đó lên ăn ở đấy nhiều rồi. Ba lần rồi. Hôm nay con về, hôm bọn ở quân đi về hai trận, hai lần quân về nữa, cũng ngồi cãi đi rồi. Thế làm sao nó cho người sân người yên chỗ, như chỗ. Muốn ăn mình ngồi ăn rồi ngồi quân chơi thế. Quân ăn hai bên đi, ở giữa đừng ngồi. Trong nhà không có không có ma tà gì đâu nhỉ? Không. Ông ơi, lên đất mấy con đẹp gì? Đẹp mà, ở đây ông mới xem trước rồi hả? Trước xem rồi. Đất đẹp con. Đâu như thương con lên cháu cho khỏe mạnh, giờ thêm con thêm cháu là thích lắm ông ạ. Giống như ông ấy một mình ông, giờ ra bao nhiêu con cháu lên nè. Ông ơi, con có hỏi ông này. Nhà con là họ nhà con có nhà thờ đầu làng. Nhưng mà cụ nhà con là thượng tướng, mà được rất bằng sát ấy, ông nguyên người ấy. Thế mà cái nhà thờ bây giờ nó nhỏ nhỏ rồi thì ông soi cho con xem là có quê nằm ở đâu. Mà bây giờ một cụ ông là không thấy cụ bà thì người ta đào lên là không biết còn bên người năm 67. Một ông quan mà ông tướng đấy không ạ? Ông là dòng họ Trịnh ấy. Ông quan hay về thì cua đấy đây. Cua thượng tướng đấy. Sao phải con đẻ lại là thượng tướng triều đình. Lấy. Nên ông ạ, nhà quân của một người đứng ở bên tay phải, lui ở bên trong đấy. Cụ ấy là tên là ừ, nhưng bây giờ ông xem ra có còn mộ không? Cụ Trịnh Quận Công và tên quý là Trịnh Đức Thượng. Mộ cơ. Cái mộ ấy mình còn muốn hỏi cái mộ ở đâu ấy? Phần mộ của ông không có xoay phần mộ. Bởi cụ bà thì có đào lên còn bên người thì đem nhìn thấy không? Không còn đâu nhá. Có để lần sau không nhờ thần linh thổ địa nào không? Còn. Nhờ ở đâu đang đúng không ạ? Ở đâu đang? Để lần sau xoay đâu, bởi vì nhà bây giờ làm nhà hết rồi không biết ở đâu cả. Nhưng mà thấy biết thì nhà thờ vẫn còn, bây giờ không làm nhà thờ một đá to thì xưa thì làm cái thấy một nhỏ thôi. Nhưng ông ở nhà con của ông là ông quan. Vâng. Thì không biết phải cụ không? Không phải biết cụ. Đứng ở. Là quận công. Đứng. Ông đứng ở. Đứng ở. Không phải là ông. Là... Đứng ở bên trong với con ạ. Ông ơi, ông xem giúp cho trường hợp của ông Trịnh Quận Công mà tên Huế là Trịnh Đắc Thọ không ạ? Trịnh Đắc Thọ không ạ? Cụ là thượng tướng triều đình thời Lê Trịnh đấy. Mất lâu rồi không ạ? Cụ dòng họ không ạ? Cụ Trịnh Đắc Thọ. Chúa Lê Chí Hòa. Phò mã ông vua rồi. Phò mã ông vua lên. Ở ngày xưa đấy không ạ? Lấy cả công chúa rồi đấy không ạ? Cụ ba năm sau bảy đám thì cũng biết rồi. Lúc ra tưởng có vàng vào đây cũng chẳng có gì. Cụ Trịnh Đắc Thọ không ạ? Còn là Trịnh Quận Công không ạ? Đấy, bà công chúa Lê Chí Hòa. Cụ nhỏ, thật là thế. Thế nào cụ các cụ ngày xưa chôn sâu lắm. Bà con nói những tình toán lên là đêm. Thế là trừ khi ông cụ đồng ý này cho nhập. Nhập vương ơi. Nhập vương vào đây. Nhập vương vào đây. Nhập vương vào đây. Nhập vương vào đây. Nhập vương đồng ý đấy. Đồng ý mới nhập được. Thế là nhà ông cụ nói là ta sẽ cho bạn đọc vào xuống cái nhà thờ để cho hai mái vào đây. Ông ơi, thế ông hỏi với các quan, các thần xem là xem ông có nhìn thấy không nhé. Thì hôm sau ông nhé. Ông ơi, ông sẽ soi giúp cho trường hợp của cháu của con Trịnh Văn Bằng. Trịnh Văn Bằng ngồi luôn. Ông ơi, ông xem công việc của con ở trên đấy xem mà có. Ông ơi, ông xem giúp cho con trường hợp của cháu Trịnh Văn Bằng, con trai của bố Trịnh Quốc Huy không? Chào ông, con chào ông. Con chào ông, mấy em. Cháu đang công tác ở con này đang công tác ở trên là người dạy về xong mai nó sẽ cũng gọi là bạn này con ghi cả cho mình cả sao ở đằng nữa
Con của tao nhưng con không biết cúng nhá. Này mày. Mùng hai đi con, là đẹp ngày đi. Vào lúc trên đến 11 giờ. Con muốn hai cái lễ nhá. Một cái lễ chay, một cái lễ mặn con nhá. Con mua hai lọ hoa, một lọ hoa. Phải bông hoa cúc nhá. Hoa cúc là vàng. Bảy bông hoa hồng. Tôi đang nghe một tuổi là bảy năm. Bảy bông hoa cúc vàng, bảy bông hoa hồng, hồng đỏ. Hoa cúc con đặt bên tay phải, hoa hồng con đặt bên tay trái nhé. Từ ngoài nhìn vào đây không? Con đặt lên cái bàn thờ ở chỗ con làm việc ấy nhá. Dạ vâng. Có bàn thờ. Có bàn thờ. Con đặt lên đấy con đắp hương nhá. Vâng. Con đắp hương, con đặt lễ mặn bên tay phải, lễ chay bên tay trái nhá. Con mua cả. Dầu cau nhá. Vâng. Mua đầy đủ. Chầu cao chè rượu thuốc bánh kẹo xôi thiên. Con mua thêm một một ngựa vàng nhé. Một ngựa vàng mà bé thôi không nhỉ? Những ngựa vàng không đặt lên bàn thờ, con đặt ở bên dưới nhá. Nhưng bên dưới chỗ ngựa vàng thì con đặt năm loại quả ở đấy, những chỉ quả không mua nhá. Xong con tóc hương, con kêu con xin luôn đi. Sao con chẳng cúng ở đấy bao giờ vậy? Dạ con một cái cả dầm là con cũng chắc là vãi rồi. Con vãi thôi. Con vãi con cúng, con cúng đâu, con cứ cãi vậy. Không lấy lên. Lấy chung thôi đơn vị thôi. Rồi, cũng hai cái ấy, mình lấy một cái bụng. Con mang lên, con ghi, con ghi đi. Con tập cho ông dạy đi, xong con ghi thêm tên luôn là. Dạy cái bài cúng đi, dạy bài cúng đi, mình biết cúng đi. Con ở địa chỉ này. Nhưng mà lại ai không? Năm nay con bao nhiêu tuổi nhá? Dạ vâng. Năm nay con bao nhiêu tuổi nhá? Sống đây cái gì? Con đang ở đâu nhá? Con làm thành sắm sửa để mọn nhỏ bao gồm cái gì con kể ra nhá. Chầu cao hoa quả rượu con kể ra. Con là con có tâm nhưng con là người trần, con không biết kêu cầu đấy ông lại ai đấy ông chị Oai Hùng Nguyễn Tử Hà nhá. Con xin chúa quan bản gia thổ công ở đấy với này thần đất thần tài bản gia thổ công ở đấy thầy bảo bên từ đầu tiên là lại ai đấy quan bản gia thổ công nông chủ tư mệnh chỉ muốn chờ mấy phương chư Phật đầu tiên. Con đừng xin cô bé ở đấy nhá. Con không được xin cái gì hết nhá. Con chỉ xin ông thổ công, ông thổ công với thần đất thần nơi con ở thôi, phù hộ độ trì cho con công tác tốt. Và năm nay con của nhà con có thêm người. Lúc nào mà thêm người thì con đến con xin con tả lễ rồi con cúng sau nha. Còn bây giờ con phải xin cho con đừng có cúng những người mà chết trẻ đấy. Xin quan thôi, độ trì cho đông con nhá. Con phải xin quan ở đấy đi, con ở đấy con không xin quan thì con không được cái gì đâu. Dạ, con không được một cái gì đâu con ạ. Con của công đấy rất thiêng.
con phải xin đi con, không bao giờ con xin cả, con cũng cúng đâu. Chị bái bái con cứ bái thích con đứng lễ, con cười là xong vậy. Bởi vì không biết lễ, con không biết lễ ông này chồng. Ông già chồng phải biết thành. Con biết thầy vài chúng không đến đâu rồi con ăn con đốt đi đấy là sở hữu con đi, các con trên trần đoàn bị lừa bị bán chưa biết con à. Dạ con tử khấn đi, con khấn đến đâu thì con bị tốt đến đấy đấy, không con xuống xỉa đấy đâu. Nhưng mà cơ quan con quân làm có mấy đứa không tốt đâu. Dạ, ông nói sáng nay con biết thì con đề phòng. Ông tà hình giá cho con để con dễ nhận biết. Có một đứa cao ở con. Tân thì đặc đồng lắm. Tân thì con là hơn 70 người không ạ? Cao thì nhiều người cao lắm không ạ? Cao người trước đây cao. Có một đứa nó cao mà nó có hay mặc cái áo màu kẻ con. Bà chỉ là khi mặc quần áo dân sự ấy. Màu kẻ nhá. Dạ. Sau này em bằng xin lên 120 bến xe ở nhà mình làm được không? Ông phụ đồ chí cho con để con với em Hương cùng với nhau. Hai con thắp hương ở đấy đi. Dạ. Xong con lại kêu là phụ đồ chí cho con là để con chuyển đi, là con chuyển được. Không có thì con không chuyển được đâu, mà con cứ chỉ ở đấy. Mà con cũng không được phù hộ nhiều đâu con à. Dạ, vâng. Ông ơi! Cháu thì cái chỗ quân ở đây mà là cháu ngồi đây người mắt thì cháu không biết ở thế nào quân ở đấy này có cái lỗi nào mà lấy lên bằng chép vào có cái lỗi nào mà đi nghe đâu đi được mấy lối vào vậy. Nghĩa là lên trạm này, ở chỗ em con gì nhiều lối nào ạ? Nhiều lối vào, ba lối vào. Lối vào quân ạ? Vâng, nhiều đấy. Ba lối vào. Ba lối vào, hả? Lối vào. Tại vì là đơn ghi của một con nó sẽ dài như thế này vào quá. Mình có thấy có mấy lối vào quá. Có một cái lối nào mà đi vào nó hơi dốc vậy? À, dốc. Chỗ gần cửa khẩu không? Đấy, có một cái lối hơi dốc à? Vâng, dốc lắm. Cái chỗ này dốc lắm không ạ? Ba lối vào không bảo có nhiều lối vào cơ. Trước khi như hai bên ba lối vào đúng rồi. Giữa là có một thang đi vào. Hai bên là hai cái dốc, một đường lên đường xuống. Đây có cái dốc đấy. Vâng. Con không xin con không đi được đâu mà. Con không được phù hộ độ trì đâu. Sao con về con xin nhà con của ông quan đấy. Nhưng con đặt lễ, con đặt lễ thì con phải đặt hai lễ nhá. Một lễ gia tiên, còn một lễ ông quan thì con cũng đặt ở bên tay phải nhá. Tay phải là con bảo là con xin phù cho con được thăng quan tiến chức nhá. Ông phù hộ độ trì của con đấy. Con to trong ông là nhà thờ. Con đặt ở bên tay phải con nhé. Nhưng con không quên, là thuốc. Chè lá thuốc à? Con đặt thêm lên đấy một quyển sổ với một cái bút nhé. Dạ vâng ạ. Quyển sổ với một cái bút đấy. Con xin con bảo là cho con đặt quyển sổ cái bút ở đây. Con xin cụ cho con đấy. Con xin cụ phù hộ độ trì cho con để con được thăng quan tiến chức. Không, để viết chữ cho như mắt. Con hai chữ tốt đấy. Công tác tốt được lên tiếp. Dạ.
Thế là sổ cái bút đi sau đấy hóa đi không? Hay để trên đấy thôi? Không, quyển sổ cái bút xong con cầm theo người buôn nhá. Con cứ đi hoặc hay con đi đâu thì con mang theo. Con mang theo nhưng con đừng viết vào đấy, con để ở bên cạnh con lại cũng để ở phía bên tay phải. Con mặt này thôi. Nhỏ con tay đang gần đây. Cái sổ đó là sổ có cái bút. Con đừng viết ở đấy, cứ đi đâu con đi mang đi theo nhá. Con viết cái gì thì con viết ra cái tờ giấy ra, những quyển sổ đấy thì con cầm đi theo thôi. Tốt lắm các con. Ông xem con cái thế nào không? Con nấu con đấy. Không biết con nào không? Nấu con này. Đi nhà sân soi đi. Năm một năm một thì bà văn thì không đến rồi. Mấy đứa nhá, mấy em bé thì con đấy, nhưng con phải chăm nó cẩn thận nhá. Dạ vâng. Con trông nó cẩn thận không nó ngã cái bậc khè thì con đấy. Bậc cháu này ấy. Con ấy. Nhớ nhá, nó mà ngã là nó lại ngã đúng cái đường quan đi đấy. Và nó giỏi đấy con à. Trông cẩn thận nhá, không là nó ngã này, ngã trượt xuống đấy. Ông ơi, thế phải bằng ví dụ mà chuyển lên bãi xa bãi gần nhà mình thì hợp không? Em bằng ấy, phụ trách biên phòng ấy, lực lượng biên phòng bộ đội không? Con đi bãi xa đi con. Lên bãi xa là bãi gần. Đó là bãi gần. Lên để tốt hơn con. Vâng. Con cũng phải đi xa nhưng mới được không? Là nơi biết đâu hợp hơn. Con lên đây đi. Thì ông phải hộ độ trì cho con. Ông con cứ đắp hương đi, con xin đi. Hôm nay em làm đi. Ông ơi, hôm nay là ngày đẹp ngày lắm đấy con ạ. Dạ vâng. Không thì ngày mùng 2 không được thì con làm một ngày. Tháng này có mẹ 28, 29 thì thôi mỗi tháng rồi. Con làm mùng 2 đi, không thì mùng 8. Mùng 2 và mùng 8. Mùng 2 ngày 11. 3 ngày đẹp của tháng sau. Những ngày mùng 2 là đẹp nhất con nhé. Con làm cái gì làm ngày mùng 2 được ngày đẹp lắm đấy. Làm ngày mùng 2 con làm vào 7 đến 7 9 đến 11 giờ. 7 đến 9 giờ. Không đến 9 đến 11 giờ đấy con nhé. Ở ngoài đây. Còn cháu Đinh Tôn đấy, cháu Đinh Tôn chưa hỏi ông tí nào ấy. Con cho mọi người ăn. Kẹo hôm nay hết rồi ông ơi. Ông ơi. Hôm nay là lúc nửa đêm, cũng bảo về lên muộn rồi, nửa đêm rồi. 11 giờ đêm mới của. Thì bà anh hiểu điều không? Không tốt bằng ban ngày con. Nên
bốc bát hương giống như là con về nhà mới luôn à. Thì chỉ buổi sáng là tốt hơn buổi chiều. Nhưng mà nửa đêm của 11 giờ đêm thôi bốc lại đi con. Thế trên bãi mình cần phải bốc lại đúng không? Bốc lại đi con. Cả trên bãi mình á? Không phải vậy, bốc lại có ngày nào? Bãi mình bốc ngồi chiều tối không ạ? Ngồi buổi chiều cả đấy gọi. Nó bốc nhà xong bốc không lại. Sao Thanh Đồng lại bốc tối à? Ôi Thanh Đồng có biết gì đâu. Lúc đấy căn bản con thì ông ấy chưa dạy con nhiều. Nên hôm đấy trong một ngày con làm. Thôi con làm lại đi. Ôi làm lại thì ngày nào được điểm được ngày. Hai là ngày điểm ngày nhất con. Tháng 2 hả? Hai. Con làm vào buổi sáng tôi giống như bốc bát hương giống như các con về nhà mới con à. Không ạ. Tại mùng 2 con xin bốc lại trên bãi luôn đấy ạ. Ôi con hỏi chút ạ. Thực ra là vừa rồi là con cảm thấy người đau kiểu gì nhưng mà con đi khám thì không ra bệnh. Con bốc lại bát hương đi con làm sao đấy. Đau kinh khủng luôn, ngủ mơ là trong đạp ra đau ngủ mơ có ảnh hưởng gì không? Đau bên phải, đau đằng sau không nhưng mà uống thuốc đi. Thuốc gì không? Bằng đảo châu sáu. Thuốc gì? Đúng rồi, thằng này giờ bị sợ ai mà mùi dương. Cháu ơi, cháu thứ hai cháu sợ thằng cơ gì ạ? Con bốc ngày mùng 2 nhá. Con làm vào lúc 5. Chỉ đến 11 giờ thế là, đấy là con ở trong bốc lại trong bảo lâm. Ừ, cô làm hết lại đi. Thế nhưng mà trong một ngày buổi sáng nó không thể đi kịp lên nào nữa. Thế thì bốc vào ngày mùng 2 mà mày bốc mấy không? Mùng 2 cháu đi. Mùng 1 á? 11 rồi. À 11. Mùng 1 không cửa hè, mùng 17. Có thì mùng 2 con bốc ở trong bảo lâm, 11 con bốc ở trên đàn nữa nhá. 11 thế không? Ông ơi, mấy nay nó hàng hóa nó kém lắm ông ạ. Không có đâu. Viết ra giấy này đọc xong rồi. Tuần này để đấy xong rồi đến lúc sau thì nên đốt luôn. Cũng phù hộ cho cậu mạnh nhiều xe. Không có phải làm gì không? Không. Năm ngày nữa mới đi nhá. Năm ngày nữa hàng mới đi lại nhá. Còn lại không? Giờ năm nay năm ngày nữa nhá. Con bốc lại bát hương. Bốc lại bát hương lại đi đều. Con không lo đâu. Còn lại không? Nhưng giờ đó là năm nay không xảy ra. Con nhớ rồi. Nhưng mà con vẫn đang kè suối bình thường đấy không ạ? Kè đấy là của năm ngoài, không phải của năm nay. Con tiếp tục con làm thôi, còn con làm mới ngoài không làm nhá. Vâng, con không làm mới đâu, có được mua đất đúng không? Con mua đất thì được, con xây nhà thì được. Hướng Đông Nam là mua đất thì được. Cô rất là nhà không tác động đến quan trần. Không kéo đến đi ăn nhưng mà ăn mà. Mấy con đấy không kéo với em. Sau này sinh nhà thờ cho ông. Không kéo ăn nhưng mà ăn với em. Ăn cho con mà. Cháu muôn đời sau này đi về. Chị chỉ ăn đâu mà chết ăn. Chị sau này không lại qua chết rồi. Chị chỉ ăn với đây. Như vậy để kéo để thắp ương. Thắp ương mắt quái được. Chết đi đi thắp ương. Như vậy ông ngoài đây nhiều người ơi, ông đừng qua cho hàng hóa đi nhiều tí ông nhé. Với lại con hỏi ông một tí, con định nhận cái người sinh năm 82 không ạ? Vào quản lý nhân sự con có được không ông? 1982 Mệnh Thủy không ạ? Tăng Văn Toàn. À, không phải. Tăng gì mà người Bắc Giang. Chỉ là 1982. Tăng Quyết Toán là tăng gì? Quyết Mốt tên. Chỉ hôn đi rồi. Có một đứa sinh năm 91, cuối 91, đầu 92 đấy ạ.